Rồi ok, tiền ít mà anh em muốn hít khói thơm là có luôn nha, 128 triệu, có Ducati, Desmo lịch sử có hết nha anh em, Desmo chính hãng nha. Là xe bây giờ mới Desmo xong là xe mới can luôn nha, chủ Desmo xong rồi mới bán nha, bô độ rồi này nọ nè. Nè, coi xe Desmo xong là củ đề là đề đúng sướng luôn anh em nè, đề nhẹ là nổ thôi nha. Rồi lên nè, thấy chưa? Đã không, đã không, đã không? 120 mấy triệu rồi, có bằng khối lớn, đỉnh cao, xe lý lịch rõ ràng. Xe lý lịch rõ ràng, biển số thành phố nha anh em nha. Có sổ luôn nha, có sổ Desmo luôn nha anh em. Sổ Desmo của Ducati á, mình không đăng lên TikTok được. Nếu như mình đăng lên TikTok á là nó sẽ bị... Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker ha. Thì hôm nay á, mình sẽ giới thiệu cho anh em mấy chiếc xe hàng tiện ích mà hít khói thơm là có thiệt luôn anh em, có thiệt luôn. Thì nhiều anh em hỏi địa chỉ của mình để qua chơi, hoặc là anh em qua để thay nhớt hay bảo trì xe hay kiểm tra xe, thì anh em cứ qua cái địa chỉ là gọi là search là 25 lô C Lý Chiêu Hoàng, phường 10, quận 6 là anh nằm ở đây nè. Anh em có thể nhìn cái nhà đối diện, anh em có thể hình dung ra. Đó, đây địa chỉ nè. Địa chỉ nè anh em. Đó, thì anh em đi cái đường 36 anh em có thể vô được. Đường Bình Phú, đường 36 anh em quẹo vô. Hoặc là anh em có thể search Google Map, anh Minh gõ, anh em gõ Minh Biker là ra. Đó, là hoặc là anh em inbox cho mình có thể hướng dẫn anh em địa chỉ cho. Nói chung đường cũng dễ đi lắm anh em à. Nó nằm ở quận 6, đường Bình Phú, ngay gần Metro anh em. Rồi, ok, thì hôm nay sẽ vô tập trung là giới thiệu cho anh em tiện ích mà hít khói thơm. Đó, thì mấy xe này thì xe mình chân ha, Z1000 R15 là của ông em ở đâu, ở ngoài tỉnh miền ngoài á, đặt rồi. À đây, trước mắt là con Z650 nè. Qua cho anh em xem nè, Z650 màu quân đội ha, xe bao mới bao can luôn. Thì anh em mua xe bên mình thì anh em cũng biết rồi. Thì ở những chiếc xe bên mình là đều có bảo hành bảo trì đầy đủ hết nha anh em nha. Nè coi xe can vỏ rồi, thấy không? Vỏ đó anh em thấy không? Đó, Z650 con này á thì mình giới thiệu sơ sơ ha. Thì nó rất là tiết kiệm nhớt và tiết kiệm xăng, 650 nhưng mà rất là tiết kiệm. Anh em đi phượt đi chơi rất là thoải mái. Xe thì có báo số, cái đồng hồ của nó giống như đồng hồ con Z9 luôn. Đồng hồ nó là đồng hồ Z9 là giống nhau ha anh em ha. Rồi bây giờ cho anh em nghe tiếng máy nè. Đó. Xe rất là ok. Thì con này mình bán là 129 triệu nha anh em nha. 129 triệu cho một em quân đội, rất là bốc, rất là ngon, rất là mới luôn. Mới can luôn anh em. Đó, quay em quay có thể quay toàn diện chiếc xe cho anh em xem không? Nó đứng lại con Z1000 nè anh em thấy không? Đó, nó đứng con Z1000. Rồi, thì nhân vật chính của ngày hôm nay á, em quay thấy Z9 luôn. Z9 này là mình để chân nha anh em nha. Con này bán là 129 triệu Z650. Rồi, thì nhân vật chính của ngày hôm nay sẽ là em Ducati. Em Ducati Monster 795. Rồi rất là nhiều đồ chơi, nhưng mà bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em thêm một số xe nữa cho anh em dễ ha. Đây, ở đây có em R3, tiện ích mà hết khói thơm, R3 220, phuộc upside down, đồng hồ điện tử. Đây mở anh em coi, đeo kính vô cho những tri thức coi thử coi. Rồi, thì con này được mua chính hãng nha anh em nha, không phải mua tư nhân ha. Có sách hướng dẫn sử dụng, sổ bảo hành đầy đủ. Con này mới đi 6.000 cây, anh em có thể ra chính hãng để bảo hành, hoặc là qua Minh bảo hành vẫn bình thường nha anh em nha. Được hai nhân đôi bảo hành, 6.000 cây. Cỡ con này quay gần đây, con này thì có báo số nè. Báo số, phuộc upside down. Và cái cục máy nó được tinh chỉnh mạnh hơn một chút xíu, tiết kiệm xăng hơn một chút xíu. Đối với con này á, thì mình có vô một cặp vỏ xịn hơn. Cặp vỏ rất là xịn. Đó, tại mình không thích cặp vỏ zin của nó. Rồi, thì đối với những người một chiều cao chiều cao bi là chưa tới gần 1m6, ngồi thử coi, lên mà làm mẫu cho anh em coi coi. Nó đang dưỡng lớp xe anh em, đang dưỡng lớp và lau xe cho anh em. 1m6 ngồi R3. Con này thì mình đang bán giá 110 triệu nha, có nhiều ưu đãi cho anh em luôn nha. Biết sao có nhiều ưu đãi không? Tại nếu như anh em giữ lại cái bộ tem này mình đi á, thì mình sẽ rửa xe cho anh em miễn phí từ đây đến hết đời bộ tem. Có nghĩa anh em cứ giữ bộ tem thì qua là mình rửa xe miễn phí cho anh em hết. Anh em hiểu không? Cứ giữ được bộ tem này thì mình sẽ giữ rửa xe miễn phí cho anh em hết. Đó, rồi. Chiều cao 1m6 là ngồi rất là thoải mái ha, rất là bình thường. Con này anh em 1m58 có thể chạy được. Rồi. Con này quá hoàn hảo rồi.
xe lướt mà, xe lướt là chạy rất là ngon, bao test luôn. Đó, mở anh em cho anh em coi xi nhan. Con này có hai giác nha anh em nha. Đây, mở hai giác lên cho anh em mà. Đó. Anh em thấy chưa? Bộ tem này là ban đêm nó phản quang nha anh em nha. Màu này là màu phản quang nha. Rồi. Xong là R3220. Rồi sẽ tới là em CBR500R. Con này là cũng có bảo hành chính hãng luôn. À, rất là mới. À, có thể vận chuyển cứu hộ xe miễn phí gì cho mấy năm của Honda nè, sổ bảo hành nè. Anh em thấy chưa? Đó, con này thì 8.000 cây, mình bán là 130 triệu. Thì xe này bảo hành là quá mới rồi, hai chìa khóa nè. Rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Đồng hồ đời mới nha anh em nha. Đồng hồ đời mới có báo số. Đó, 8.000 cây km. Rất là đẹp. Đây, cho anh em nghe tiếng máy. Và cho anh em nghe tiếng máy R3, quên chứ. Tiếng máy R3. R3 có thể là nó không có lực bằng cái 500 chút xíu ha. Nhưng mà ga đậu rất là bốc. Ok, con này có thể lực hơn nè. Bỏ thêm 20 triệu là có thể sở hữu em một M500. Con này 300. Ở đây mình có con Ninja 300. Con này đã bán cho một người em ở chơi chung mình rồi. Nói chung mấy anh em chơi chung mà bán rồi. Con này thì mình vô cái lớp 160 nè. Mình độ luôn xe cho anh em chơi luôn. Mình vô cái lớp 160 to. Ninja 300 mà vô lớp 160 được rồi nha. Vô trắng bùng một biển số đúc gầm. Đây cho anh em nghe tiếng bô độ. Cái con này mình làm hết đó nha. Mình dọn hết luôn cho anh em đó luôn á. Con này mình dọn toàn bộ cho anh em luôn. Rồi tới con su này là cũng là của anh em mình mới dọn xong. À, có nghĩa là lên tem. Lên tem rồi chống đổ rồi này nọ nè. Còn cái đuôi đút gầm nữa. Còn đuôi đút gầm nữa là thằng em đang đi cách ly à. Cách ly xong dễ lấy rồi mình còn lên đuôi đút gầm nữa là xong. Con này là su á, zin của nó là lớp 130. Mình đã lên lớp 140 luôn cho anh em, lớp to hơn. Đó, rồi thì bây giờ hôm nay là sẽ tới nhân vật chính ngày hôm nay, đó là tiền ít mà hít khói thơm. Đây, đó là em Du 795. Xe này lâu lâu rồi mới về, tại vì á em đứng bên kia, đây em quay nè. À, sáng không, thấy đẹp không? À, con này anh em hỏi tại sao mình ít về, tại lâu lâu mới về, bởi vì á mình chỉ về đối với những con chủ có bảo hành demo đầy đủ. Demo là sao? Cái con này anh em mua nhớ lưu ý. À, đây mình có để sẵn giấy demo cho anh em. Anh em mua nhớ lưu ý, đây đây là con xe Ducati mà muốn nó ngon á thì phải có lịch sử demo thì service đó Ducati tại hãng luôn. Có thể chết hãng, em muốn lên hãng này có thể chết hãng. Đó, bill đầy đủ. Đó, anh em thấy chưa? Thì nó phải có những bill hãng như nè, là mới xác định là xe đã demo rồi. Còn những xe mà không có thì anh em nói bằng miệng thì nó khó tin lắm. Bây giờ mình làm việc là dựa trên giấy tờ. Xe mà nói bằng miệng, ừ xe đó em đi demo em kiểm tra rồi, bill đâu, quá đơn đâu. Thì trước mình bán một con xe cho anh em cũng có quá đơn đàng hoàng, thì demo đàng hoàng. Con này cũng vậy, con này vừa demo xong à, chủ này á thì có điều kiện lắm. Chủ này là một anh là có điều kiện luôn, rất là có điều kiện chơi xe. À, thì demo là làm những gì nè anh em thấy không? Vỏ mới nè, vỏ mới ha, vỏ mới nè, dày, rất là dày anh em thấy không, quy khúc luôn. Vỏ mới, bô thắng mới, củ đề mới, rồi rất là nhiều thứ mới. Rồi thứ nhất là hai chìa khóa của Ducati. Đấy. Rồi anh em xin lỗi anh em vì gián đoạn, gián đoạn vì sao để kể anh em nghe. Mấy anh em tới bán xe phải cái giấy liền thì sẵn mình về hai con này luôn đó, mua từ chủ luôn anh em. Con này là MT15 biển đọc biển em, biển 36. À, R15 biển 61 nè, mới cái giấy xong nè. Là con này á mà khách bán nhanh gọn lẹ nha, 47 triệu nè anh em nè. R15 có đồ chơi nè, anh em nhìn nè. Có bộ đồ thôi nha. Đó, trên xe sao để là anh em hết. Đó, bộ đồ dán keo đầy đủ rồi. Con này 47 triệu, con này là bay nhanh, chợ sáng rồi luôn. Con MT15 này cũng là 54 triệu. Đó, hai chìa khóa đầy đủ luôn nha anh em, chủ đi kỹ nha.
Đó, thấy không? Hai chìa khóa đầy đủ nè. Đó, là con này 54 triệu, con kia 47 triệu nha. Anh em nào mua thì cứ liên hệ số điện thoại mình 0916640653 hoặc trực tiếp coi xe nha anh em nha, qua nhà trực tiếp coi xe nha. Con hai con này mai mình rửa. Nói chung là con hai con này mua về chỉ chạy rồi, không có sửa gì nha anh em. Về chỉ giọt thôi nha. Rồi bây giờ mình vô tiếp lại con Ducati đi. Là hồi nãy mình giao xe con Ninja cho anh em nè. Ninja cho anh em. Rồi. À, tiếp con Ducati thì à, anh em nào mà biết về Ducati á, thì anh em biết là khi mà demo xong mà thay củ đề, thay đồ đủ á, là đề nhẹ cái đã nổ đây. Ducati là mình bấm nhẹ cái đã nổ nè. Thấy không? Ghê, dễ sợ không? Rất là ok, thì mình giới thiệu sơ qua con Ducati này thì đã demo hết toàn bộ rồi. Chủ xe có tiền mà, người ta demo hết toàn bộ rồi. Mà demo chính hãng nha, anh em có thể lên hãng em search về cái con này à, và hai chìa khóa zin đầy đủ và cái vỏ mới người ta cũng thay hết toàn bộ rồi. Vỏ trước vỏ sau mới, bố thắng mọi thứ đều mới hết toàn bộ. Nói chung là về chỉ chạy thôi. Và con này anh bán là 128 triệu nha anh em nha. Đó, con này là đã vô cặp tay nè, cặp tay 19 nè, RCS 19 nè. Thấy không? Này là Renoma Real hết nha anh em nha, không phải đồ lô nha. Renoma Real, bát bản số Renoma Real. Thì bây giờ cũng tối rồi, mình quay thì nó hơi có lắp dắp thì anh em thông cảm. Cặp bô này là cặp bô tẹt mi nha anh em nha. Cặp bô này dành cho con Ducati này nghe rất là đã luôn. Bô xịn đó anh em à, chứ không phải dở đâu. Đó, con xe này rất là cứng luôn á, theo mình đánh giá rất là cứng. Rồi xe có chống đổ, rồi bảo vệ carbon rồi đầy đủ nè. Đó, mấy cái miếng này là carbon hết nè anh em nè. Odor nè. Con này là mới demo xong nha anh em nha, có bill quá đơn hãng luôn nha. Đó, thì khi mà những con này nè thì anh em mà chưa demo nó sẽ hiện hình cái cây mỏ lết, cây cờ lê trên đây. Còn demo rồi thì nó sẽ hết. Thì con này đó anh em biết rồi đó nè, bấm nhẹ cái nữa cho anh em coi nè. Quay xa ra, quay xa ra. Quay xa ra quay qua ngoài thấy hết con xe. Rồi anh em nè, coi nè. Test cho anh em, nói chung là những con đu này á mà nó gần hết than đề là anh em nhấp nó lâu nó mới lên, còn mà demo rồi ok hết là nhấp nhẹ đã lên. Con này chơi rất là sướng và anh em chơi con này thì anh em phải theo dõi lịch trình đó ha. Thì cái này bây giờ demo rồi về chỉ chạy thôi, giờ trước giờ sau mới tin luôn, phuộc nè, keng lắm luôn, đã lắm. Con này đã lắm anh em, 128 triệu chơi là quá nhức nách à. Biển số Sài Gòn nữa, dĩa dày lắm anh em. Nói chung xe đi ít lắm. Dĩ dày nè, vỏ nè, vỏ demo, vỏ thay mới nè. Nói chung là demo là bao gồm là rất là nhiều chi phí, có nghĩa là thay củ đề nè, rồi than đề gì đó. Nói chung là rất là nhiều, bình biết nè, bình trong con này cũng đã thay rồi nè. Rồi nói chung là cái demo anh em hiểu nôm na nó là bảo trì xe thôi. Nhưng mà của Ducati thì ta làm nhiều hơn, người ta phải tháo ra, người ta canh sim, rồi người ta canh dây cu ro, ta thay dây cu ro, rồi ta vệ sinh. Nói chung là hỡi cái gì trên cái con xe nó thuộc về thuộc vào demo hết. Người ta gọi demo cho vui thì chắc là bảo trì bảo dưỡng anh em. Đó là cái con này đã làm hết rồi và có phiếu gọi là phiếu bảo hành đàng hoàng anh em. Phiếu bảo hành. Đó anh em có thể nhìn, phiếu bảo hành. Đó, phiếu bảo hành, điều kiện bảo hành từ trong hãng ra luôn thì anh em chơi anh em không còn lo lắng. Còn những con xe mà anh em mà mua mà nói tôi demo rồi nhưng mà không có giấy tờ thì anh em cũng không biết người ta làm gì trong. Nói chung có giấy tờ hết thì mình biết rõ.